21 thì 4 ư? 27. 57 năm. Đấy, cho, tức là từ cái lúc giải phóng cho đến lúc ông mất là thời điểm nó vẫn còn là khổ. Đúng không? Khổ. Thì mới thấy là ông cụ giải phóng thì ông cụ là hơn 50 tuổi rồi. Thế thì như vậy tức là sướng và khổ bằng nhau. Thời Tây và thời Cộng sản, hai cái là chia ra thì cái sướng và cái khổ của ông cụ. Nhưng mà có một cái điều là bà cụ thì do bà cụ không có đi. Chứ ông cụ bán hết rồi mà, bán hết đi. Cái bộ sập vụ nhá, mà khảm thật cư là bán cho nhà cô Khang ấy, nhà bà Đức ấy. Cái rượu này của Phó Đoàn Kính Hoa tao đấy. Thế còn gì ạ? Thế còn cái vải đấy, cái vải ca kim nhĩ này, hai sút này, vải von một sút này, đấy, rồi cái vải poplin. Thế là may là vớt được, còn lại bán cho nhà bác Thái Hòa. Đấy, nhà mình ông thất ông làm sao nặng quá, ông thất ông lại vớt được 7 lạng vàng. Ông ơi, vớt được 7 lạng. 7 lạng trong cái ống mà. Con cần cẩn thận nhé. Rồi, rồi. Đây, đây. Con gái ra này là được rồi. Đó, con để đi. Chú thất chú vớt được 7 lạng vàng. Bắn nữa. Cô Hương để cái nhẫn ba đồng dân ở trên giếng đây này. Chắc chỉ có nhà mới bỏ ăn đi. Mình chỉ có nhà nó liền rồi. Nó là liền. Nó là liền đấy. Nó cứ ra vào cái chỗ này. Chỗ ai đến ngay đây nữa. Diệu là diện đầu tiên. Yến của Khánh Hòa. Ông Lê. Yến ngâm rượu à? Nó quảng cáo cái cháo ấy, đông trùng là cáo mình cười. Nhưng mà chắc nó không bán được, còn Ngọc thì vậy. Ngọc Hương à? Chắc không bán được, kêu gạo tỏi lắm. Còn gì nữa không?